Chào mừng các em đến với tiết luyện từ và câu. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ học bài từ trái nghĩa. Mục tiêu cần đạt của bài học này là các em hiểu được thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa, biết dùng từ trái nghĩa trong câu và đặt câu với những cặp từ trái nghĩa. Sau đây, cô mời các em tìm hiểu câu hỏi thứ nhất. So sánh nghĩa của các từ in nghiêng. Rang de Boen là một người gốc Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa. Các em cho cô biết hai từ in đậm trong đoạn văn là hai từ nào? Hai từ in đậm trong đoạn văn là phi nghĩa và chính nghĩa. Phi nghĩa là trái với đạo lý. Cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh có mục đích xấu xa, không được những người có lương tri ủng hộ. Chính nghĩa là đúng với đạo lý. Chiến đấu vì chính nghĩa là chiến đấu vì lẽ phải, chống lại cái xấu, chống lại áp bức, bất công. Chính nghĩa và phi nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau, đó là những từ trái nghĩa. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai. Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau: chết vinh hơn sống nhục. Các em đọc câu tục ngữ và tìm những từ có nghĩa trái ngược nhau. Trong câu tục ngữ này có hai cặp từ trái nghĩa: chết trái nghĩa với sống, vinh trái nghĩa với nhục. Vinh là được kính trọng, được đánh giá cao. Nhục là xấu hổ vì bị khinh bỉ. Các em cho cô biết cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta. Để trả lời câu hỏi này, các em suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ. Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam, thà chết mà được tiếng thơm, còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ. Qua ví dụ 1 và ví dụ 2, bạn nào cho cô biết từ trái nghĩa là từ như thế nào? À, bây giờ chúng ta cùng xem suy nghĩ của các em có giống nội dung ghi nhớ không nhé. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Ví dụ, cao trái nghĩa với thấp, phải trái nghĩa với trái, ngày trái nghĩa với đêm, vân vân. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái, vân vân đối lập nhau. Đây là ghi nhớ về từ trái nghĩa. Các em đọc và ghi nhớ thật kỹ các em nhé. Như vậy, chúng ta đã hiểu thế nào là từ trái nghĩa và vai trò của từ trái nghĩa trong câu là như thế nào rồi, đúng không nào? Bây giờ, chúng ta sẽ vận dụng nó để sang phần thứ hai là bài tập thực hành. Các em thân mến, để giúp chúng ta rèn luyện về kỹ năng về từ trái nghĩa, thì chúng ta cùng tìm hiểu qua 4 bài tập của bài học ngày hôm nay và bài tập đầu tiên. Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ tục ngữ dưới đây. A. Gạn đục khơi trong. B. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. C. Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Các em hãy đọc các câu trên và tìm những cặp từ có nghĩa trái ngược nhau. Trong câu gạn đục khơi trong, cặp từ trái nghĩa là đục trong. Trong câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cặp từ trái nghĩa trong câu này là đen, sáng. Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Trong câu này có hai cặp từ trái nghĩa, rách trái nghĩa với lành, dở trái nghĩa với hay. Tiếp theo,
Cô mời các em sang bài tập 2. Điền vào mỗi chỗ trống một từ trái nghĩa với các từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ tục ngữ sau. A. Hẹp nhà nhiều chấm bụng. B. Xấu người nhiều chấm nết. C. Trên kính nhiều chấm nhường. Đề bài có 3 thành ngữ tục ngữ nhưng chưa được hoàn chỉnh bởi vì khuyết một từ, từ đó là từ đối lập, từ trái nghĩa với từ hẹp, xấu, trên. Các em suy nghĩ và làm bài nhé. Các từ được điền vào chỗ trống như sau. Hẹp nhà, rộng bụng, hẹp trái nghĩa với rộng. Xấu người đẹp nết, xấu trái nghĩa với đẹp. Trên kính dưới nhường, trên trái nghĩa với dưới. Mời các em tiếp tục sang bài tập 3. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau. A. Hòa bình. B. Thương yêu. C. Đoàn kết. D. Giữ gìn. Cô gợi ý cho các em một số từ trái nghĩa với từ hòa bình. Chiến tranh, xung đột, trái nghĩa với thương yêu. Căm ghét, căm giận, căm thù, căm hờn, ghét bỏ, thù ghét, thù hằn, thù hận, hận thù. Trái nghĩa với đoàn kết là chia rẽ, bè phái, xung khắc. Trái nghĩa với giữ gìn là phá hoại, phá phách, tàn phá, hủy hoại. Các em có thể tìm thêm những từ khác, khác các từ mà cô đã gợi ý trên màn hình, miễn là nó có nghĩa trái ngược với những từ đã cho là được các em ạ. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ vận dụng những từ đã cho này để hoàn thành câu văn các em nhé. Cô mời các em sang bài tập thứ tư. Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3. Các em có thể đặt mỗi câu chứa một từ hoặc là một cặp từ trái nghĩa. Cô gợi ý ví dụ để các em dễ hình dung. Những người tốt yêu chuộng hòa bình, những kẻ ác thích chiến tranh. Trong câu này, cô đã sử dụng cặp từ trái nghĩa là hòa bình, chiến tranh. Chúng ta nên yêu thương nhau, không nên ghét bỏ ai. Cô đã sử dụng cặp từ trái nghĩa là yêu thương, ghét bỏ trong câu này. Anh em trong một nhà phải biết đoàn kết, không nên chia rẽ. Cặp từ trái nghĩa là đoàn kết, chia rẽ. Chúng ta phải biết giữ gìn độc lập dân tộc, chống lại các thế lực phá hoại đất nước. Trong câu này, cô đã sử dụng cặp từ trái nghĩa là giữ gìn, phá hoại. Các em ạ, như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong 4 bài tập trong phần thứ 2 bài tập vận dụng. Qua bài học ngày hôm nay, cô hy vọng đã giúp chúng ta hiểu thế nào là từ trái nghĩa và vai trò của nó trong quá trình sử dụng và phân biệt được từ trái nghĩa với từ đồng nghĩa. Để kiểm tra xem chúng ta lĩnh hội được bài học ngày hôm nay ở mức độ như thế nào thì cô có một thử thách dành cho các em xem là chúng ta có vượt qua được hay không. Cô mời các em xem thử thách đó là gì các em nhé. Thử thách thứ nhất mà cô dành cho các em đó là đuổi hình bắt chữ. Các em nhìn tranh và đón cho cô cặp từ trái nghĩa. Ở bức tranh thứ nhất, các em đón xem cặp từ trái nghĩa là cặp từ nào? Đó là cặp từ đầu, đuôi. Mời các em sang bức tranh thứ hai. Các em hãy đón cho cô cặp từ trái nghĩa ở bức tranh thứ hai là cặp từ nào? Đó là cặp từ nhắm, mở. Tiếp tục. Chúng ta sang bức tranh thứ 3. Các em đón giúp cô xem cặp từ trái nghĩa trong bức tranh thứ 3 là cặp từ nào? Đó là khóc trái nghĩa với cười. Mời các em sang bức tranh thứ 4. Các em đón xem bức tranh thứ 4 này có cặp từ trái nghĩa là cặp từ nào? Đó là cặp từ ngắn dài. Và bây giờ đến thử thách thứ hai, đó là đuổi hình bắt thành ngữ. Các em hãy tìm câu thành ngữ bằng cách
dựa vào từng bức tranh và cặp từ trái nghĩa mà các em vừa tìm được ở bức tranh đó ở thử thách thứ nhất, và đoán xem trong bức tranh muốn nói lên câu thành ngữ nào nhé. Cô mời các em. Trong bức tranh này, cô có cặp từ trái nghĩa là đầu đuôi. Cô mời các em đoán câu thành ngữ ở bức tranh này. Đó là đầu voi đuôi chuột. Mời các em tiếp sang bức tranh thứ hai. Ở bức tranh thứ hai này, cặp từ trái nghĩa là ngắn dài. Cô mời các em đoán xem câu thành ngữ ở bức tranh này là câu thành ngữ nào. Đó là nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mời các em sang bức tranh thứ ba. Bức tranh thứ ba có cặp từ trái nghĩa là nhắm mở. Các em hãy đoán xem câu thành ngữ trong câu bức tranh thứ ba này là câu thành ngữ nào. Đó là mắt nhắm, mắt mở. Tiếp tục, chúng ta sang bức tranh thứ tư. Bức tranh thứ tư có cặp từ trái nghĩa là khóc cười. Vậy các em hãy đoán xem câu thành ngữ ở bức tranh thứ tư là câu thành ngữ nào. Đó là câu kẻ khóc người cười. Cô chúc mừng các em đã hoàn thành hai thử thách của cô giao. Tiết học đến đây là hết. Cô chào các em.